Chào sớm, xin chào bác sinh nhá. Vâng, chào các bạn nhé. Hôm nay bác lại cắt tóc cho cây gì đấy? Hôm nay là chỉnh sửa cho cây sam hương. Cây sam hương. Tên nó là sam hương. Tức là cái cây sam này có Có mùi hương. hương. Mùi rất thơm. Ví dụ đây này, chúng ta chạm tay vào lá này. Đưa lên ngửi, mùi nó thơm thởm, thơm lắm. Thế cây này có ướp vào chè được không? Không, Thế á? không làm Thế trên có ngửi mùi thế à? đấy thôi. Nhưng người nào mà không quen, nếu khi thấy nó mùi nó hơi tanh tanh. Tanh có khi nó lại họ nhà dấp cá. Không, không phải đi dấp cá để ăn được. Cái này không ăn được lá. Chủ yếu làm công tác cắt gọt cho nó khỏi nó lu bu lên thôi. Cái gốc cây này to phết à? Gốc đẹp đấy. Đây là phía bên này còn chưa 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 chuẩn. Phía bên này còn đẹp hơn này. Đây, đấy, đây là mặt chính của nó này. Mặt chính của nó đây. Cây Đấy. bé mà gốc to, gốc Gốc to to gốc trải dễ đẹp già. mà thân nó côn. Thân côn tít. Nó Làm theo dáng trực bài cho nên là nó nhìn lại càng nó phô cái thân ra đẹp. Đấy. cây này phải được bao nhiêu năm rồi bác? Cũng khơ khớ rồi. Và khi những cái cây mà bảo là mọc điện có điện y như là già rồi, cây này nó cần Cây này cần chưa chưa cây phải chơi thời gian sau. Với sam hương thì nó ít có địa y, nó không có địa y lên nhiều như là các cái dòng cây khác như xanh như đa đề. cái này lạ bé nhỉ. Lá bây giờ là bé rồi đấy, từ giờ trở đi là lá bé rồi đấy, bởi vì mình cắt được thường xuyên chứ để rông lên thì nó mới to. Cây thì thích to nhưng lá lại thích bé. Phải chăng Chơi bonsai mà lá càng bé bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, càng đẹp bấy nhiêu. Tất cả các dòng cây bonsai đã lá là phải càng nhỏ càng đẹp. Đấy, thế là xong cái mái bên này rồi đấy. thế thì nhanh nhỉ, vài phút. Cũng phải mất 20 phút. Đấy, chỉnh xương xong bắt đầu mới lại nắn dây ăn riết lại rồi. Cái nào nó lằn thì tháo bỏ đi. Chỗ dây nào nó lằn rồi nó chết, nó chín 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 rồi thì tháo bỏ. Bác lại có cái cây gì mà hoa đẹp thế bên cạnh như này? Đấy là cây trang sen. Trang sen. Đúng rồi, tên nó là cây trang sen, nó họ nhà bông trang nhưng nó là giống trang sen thì hoa nó tươi mà nó đẹp. Bông trang lại là họ của mẫu đơn à? Hay là hai cây đấy là một bác? Miền Nam mình gọi nó bông trang mà lá nó nhỏ. Còn miền Bắc của mình thì gọi là mẫu đơn à? Thì Mẫu tóm đơn lại nó là khác đấy, không phải là nó là một đâu, bởi vì mẫu đơn là lá nó to. cái kiểu kiểu chắc nó cùng họ nhỉ? Không, Nó với bông hoa thì giống. nhìn nó thế, nhưng mà cái anh mẫu đơn nó anh hoa bông trang nó cũng nhỏ hơn, nó không to. Cái này nó bông nó cũng giống giống kiểu cây bông trang. Đẹp phết nhỉ? Đẹp không Phượng? Có Đẹp đấy, bông trang là dòng hoa đẹp. cái này mà để bàn cũng được nhỉ. Đây em anh đặt lên đây em ngồi em quay, anh quay cái đấy rồi tôi chuyển cái bông trang lên đấy cho các bạn thưởng thức này. Đây. Đấy,
quay đi. Ngồi thấp xuống. Ừ. Phượng đưa cái ghế ra cho bà ngồi. Đấy. Cô đưa gần đi. Đấy, chúng ta quan sát cái bông trang này. Trong cây nó bonsai mini này thôi nhưng mà gốc to lắm. Đấy. Gốc nó thế này cơ mà. Gốc nó đẹp này mà. Ừ, nhưng lại là lá nó tốt còn. Gốc nó to nó đẹp này. Đấy. Đấy. Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Gốc cực đẹp luôn. Đấy. Đấy. Cũng già. Cây này thì già rồi. Đấy, đưa xa ra thì anh em lấy được hết từ cái đây nha, tôi chặn từ chỗ này. Chặn từ chỗ này đoạn sau nó sẽ phô được cái hoa ra cho anh em xem. Đây. Đây. Cái này là đang có hoa rồi. Cái này đang có hoa thì để. Cái nào đang có hoa thì để. Cắt cái này đoạn sau nó ra ánh thì nó có hoa mà. Đấy. Hiện rõ ra. Còn hai cái này nó cao, nó đang có nụ rồi, hỏa để đây này. Đây đang có nụ. Đấy, đang có nụ hết rồi. Cái này còn đang nụ rồi. Đây nụ đây. Đấy. Cho nên tôi để cái này cũng để cho nó vót cao lên thêm tí nữa để nó có nụ cái để chơi. Hoa này rất bền nhá. Thì nó cũng cùng họ mẫu đơn. Còn bền hơn mẫu đơn nhiều. Bền hơn mẫu đơn nhiều. Có kiểu... người thì nói đây là mẫu đơn của Nhật. Thế nhưng mà Việt Nam mình cứ gọi là trang xét. Nhưng mà tôi đọc trong tài liệu thì người ta nói đây là dòng mẫu đơn của Nhật. Mẫu đơn Nhật. Đấy. Đấy. Phía dưới gầm là cũng rất khá đẹp. Đấy, tôi chặn bỏ cái này cho anh em xem. Với giấy gầm khá đẹp. Đấy. Chơi cái cây bé bé này mình vận chuyển nó dễ nhỉ. Cho vào để túi bàn sức đẹp điện lắm. Cây này để bàn uống nước ngắm đẹp. Phía dưới là tôi có cái khay này. Cái khay này nó bằng đá này. Bằng đá người ta tiện này. Đấy. Đấy, khay này bằng đá liền khối người ta tiện ra người ta bán này. Đấy, sau đặt vào đây. Thế là cứ cầy đầy khay nước này. Đi khoảng độ tuần là không sao cả. Đấy. Vừa khéo. Để trên bàn trà. Thứ nhất là mình tưới nước nó không ra mặt bàn. Thứ hai này nó cũng là cái đế đẹp. Đấy, sau đó là mình có đi vắng độ dăm ba ngày là không sao. Cây vẫn tươi. Không bị ảnh hưởng. Thiếu nước. Để bàn trà những cây như này nhìn rất là xinh xắn và đẹp. Và dòng lá bông trang là lá nó nhỏ, nó không to như mẫu đơn. Ở đây là những cái bé này tiếp tục có nụ này. Đấy. Rồi. Đấy là cây bông trang. Bây giờ ta làm tiếp cái cây sam hương. Đấy. Cây sam hương làm xong được một mái rồi đấy. Vâng, và đến bây giờ Đỗ Sinh đã làm xong cái tác phẩm sam hương. Và một cây sam hương với cái dáng cây đối làm theo dáng trực bài, một cái tán ô phủ bóng tương đối là kín rồi.
cơ bản được cái cốt bệ. Đường đi của thân cũng khá dẻo, một cây luôn được. Với chiều cao thì khoảng độ 30 cm. Thế thôi. Nhưng mà bề sải chiều ngang của tán là 40. Và cái vành gốc là 21. Vành thân là 21. Ở cái vị trí này là 21 này. Chắc chắn là độ ngày này sang năm thôi, khoảng hai lần cắt chặn nữa. Số lượng dăm ra khá nhiều và lá nhỏ, cô nhỏ lại đi, thì tôi nghĩ là đây là những cái tác phẩm cũng rất là nghệ thuật. Đấy, tay một to hơn tay hai và đưa lên những cái tay phông và đón ngọn rất là hợp lý, thân dẻo. Và cứ buổi sáng thư giãn với sau khi nhâm nhi ly cà phê và chúng ta bê một hai cây vào trong vườn. Trong cái ghế, cái mâm xoay ở cái khu vực mà nó có bóng mát này, chỉnh sửa, cảm thấy rất là thư giãn. Vâng, cái vết sẹo này còn bé tí rồi nhé. Đấy, chẳng mấy khi mà sẽ liền ngay. Đấy, nó về còn có bé tí. Rồi. Và Đỗ Sinh xin kết thúc chương trình buổi sáng ngày hôm nay ở đây để chúng ta tiếp tục những buổi thư giãn khác với nhiều những cái tác phẩm đẹp hơn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.